mỗi ngày. Vị đậm đà, tỏa hương xa với cá chim nướng ớt xiêm. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và bây giờ Long sẽ làm cái phần hỗn hợp gia vị để ướp cá. Đầu tiên chúng ta sẽ cho vào đây một muỗng cà phê bột canh Ajinomoto, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê ớt bột khô, 1 muỗng canh dầu điều. Chúng ta sẽ sử dụng 3 trái ớt xiêm xanh băm. Đập nhẹ một cái. Nếu như mà thích cay á thì băm thêm, Phương bỏ thêm ớt xiêm xanh vô cũng được đúng không nào? Hoặc là mình không băm, mình đập dập thêm nhiều cũng được nữa. Cho vào đây là 1 muỗng canh hành tím băm. Bây giờ trộn đều lên. Chúng ta sẽ có hỗn hợp để ướp vào cá. Cá ở đây thì Long sẽ khứa thêm 2 cái đường bên hông để mình ướp cá vào nó mau thấm hơn. Và mình sẽ rọc thêm bên trong này để mình dựng con cá đứng lên. Lát nữa nướng thì mình sẽ tạo hình luôn hả Hoàng Long? Mình sẽ tạo hình trước khi nướng luôn. Long sẽ đập dập gốc hành và mình nhét vào bên trong bụng cá. Và có tắc nữa. Long sẽ ướp cái hỗn hợp ướp cá vào bên trong cá. Mình sẽ dùng tay đúng không nào? Đúng rồi. Kế đến đó chính là phần hành lá và tắc. Khi mình ướp cá, mình sẽ cho hành lá vào tắc vào bụng cá để khử mùi tanh, đồng thời sẽ giúp món nướng thơm hơn. Bây giờ Long sẽ thoa vào bên ngoài. Đây, phụ bếp chuẩn bị một cái khay. Hay quá Phương ơi. Long chuẩn bị lá chuối luôn nè. Rất là thích lá chuối. Lá chuối lên. Xong rồi mình sẽ xếp cá vào. Khi nãy mình rắc một chút cái phần xương ở bên trong cái bụng đúng không? Để dễ dàng hơn trong cái việc tạo hình đúng không nào? Dễ dựng đứng lên là mình thấy không? Hay quá. Bây giờ thì chỉ việc mang đi nướng thôi. Thế nhưng thời gian và nhiệt độ nướng sẽ là bao lâu hả Hoàng Long? Chúng ta sẽ nướng ở nhiệt độ 230 độ C trong thời gian là 25 phút. Rồi. Sở dĩ chúng ta phải lót lá chuối bên dưới để ngăn phần thịt cá và khay không dính vào nhau, đồng thời là cái hương lá chuối sẽ làm cho thịt cá thơm hơn. Có cái cối thì mình sẽ giả muối. Chúng ta phải cho vào đây là 2 muỗng canh bột canh Ajinomoto. Cái đến mình cho vào cho đây 2 trái ớt xiêm. Linh hồn của món ăn đúng không nào? Đúng rồi. Cho ngò gai vào đây và giả chung luôn. Đúng rồi. Hay cho quá. Vào. Bây giờ mình sẽ giả nhuyễn cái phần này ra. Wow, thơm quá ông ơi. Chưa đủ thơm đâu, lát nữa đó. Khi mình ăn á, mình sẽ cắt vài lát tắc thật là mỏng, mình cho vào, mình trộn rồi mình ăn kèm. Giận quá. Sau 25 phút thì lúc này đây cá đã chín. Thơm quá. Thêm một cái không ngò lên đi. Một món cá nướng rất là quen thuộc, nướng bằng ớt xiêm xanh nè, cũng như là cái phần muối chấm rất là lạ đến từ ngò gai nữa. Để cho bữa ăn thêm trọn vẹn thì chúng ta sẽ dùng cái món ăn cá nướng này kèm với lại canh gà lá é cũng là rất phù hợp. Cá nướng xem xém thơm lừng, thớ thịt trắng ngần mọng nước, chấm vào bột canh chua cay mặn mặn hài hòa với vị ngọt của cá, ớt xiêm và ngò gai tỏa hương, thật trọn vẹn